Đây là những gì còn sót lại sau đám cháy lớn trên đường Hồ Tùng Mậu giữa trưa ngày 10 tháng 8. Hầu hết các vật dụng đều đã bị thiêu rụi, các khung sắt cũng bị uốn cong dưới sức nóng kinh hoàng của đám cháy. Theo những người có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bùng lên từ hàng ăn rồi lan sang cửa hàng máy tính. Sau đó, đám cháy bùng phát dữ dội khiến nhiều người dân xung quanh khu vực rất lo lắng. 10:50, đây, cho em xem. Chị quay lúc này còn chưa cháy hết to đâu. Cháy gần sang nhà mình thì chả run. Đầu tiên nó cũng chỉ là một cái làn khói đen ở trên tầng 3 thôi. Nhưng khoảng tầm độ 10-15 phút sau thì ngọn lửa nó bùng phát lên rất là dữ dội. Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội đã cùng Công an quận Cầu Giấy điều động 3 xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa. Khu vực xảy ra vụ cháy là dãy nhà gồm các cửa hàng buôn bán đồ điện tử, thời trang, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rộng nên các chiến sĩ vẫn tiếp tục phun nước làm mát, tránh nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại. Nếu mà không chữa cháy kịp thời thì chắc chắn là cả cái dãy này không biết thế nào cả, thậm chí nhà đối diện, vì lúc bây giờ ngọn lửa nó rất là mạnh luôn ấy, mà ngay mặt đường cái hướng gió nó thổi ấy. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn phòng cháy tại các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong thời tiết hanh khô, đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch này, khi nhiều gia đình thường có thói quen thắp hương và đốt vàng mã.